Rồi, chào mừng các bạn đến với Việt Nhạc Center nha. Thì mình làm về cái dòng Admira khá nhiều các bạn. Thì bây giờ trong cái tầm giá mà tầm trung nó cao hơn một tí thì có cái hàng này là Virtuoso của Admira, cũng là sản xuất tại Tây Ban Nha luôn các bạn. Thì cái hàng này trong tất cả các cây đàn mình nó làm với bạn Admira thì hàng này có lẽ là cao nhất. Nó còn cao hơn nữa các bạn, nhưng mà ý là trong cái tầm giá khoảng 20 triệu đổ lại thôi thì có lẽ hàng này nó sẽ là cao nhất trong bữa giờ các sản phẩm mình đã làm cho các bạn. Đó thì cái tên này nó hơi khó đọc một tí nhé các bạn. Bạn nào không nhớ thì các bạn cứ chụp, các bạn sao chép cái tên mình sẽ để trên cái YouTube ở dưới cái phần mô tả đó, các bạn chụp lại, các bạn cứ tới đây các bạn đưa hình là mình biết liền à. Đó, bây giờ mình sẽ khui thùng nó ra. Thì cũng như mấy cái hàng khác các bạn, khi mà mình khui thùng đó, các bạn thấy cái hàng Admira này cái thùng hàng nó khá là đơn giản nè. Đó, đàn guitar thùng xuất xứ tại Tây Ban Nha, hiệu Admira. Đó thì cái hàng này cái thùng nó khá là đơn giản nhưng mà âm thanh của nó các bạn rất là thích luôn. Đây, mình không biết các bạn như thế nào nhưng mà riêng mình rất là thích cái hàng này mà nó sơn sơn bóng các bạn. Như mình nói với cổ cây trước á, đó cái hàng này nè, nè hàng này thì nó sơn bóng, còn hàng trước cái hàng ARM làm các bạn nó sơn mờ. Đây mình cho các bạn coi cái tên nè. Đó, cái tên nó hơi khó đọc một tí nha. Đó, các bạn thấy cái model nó chưa? Đó. Rồi, thì đối với thằng này nó là sơn bóng, mặt tớp của nó là gỗ seda, là gỗ tuyết tùng đó bạn, là nguyên tấm nè. Rồi, mặt hông và mặt sau lưng đó là cái gỗ nó là gỗ ruốc, là gỗ hồng sắt. Đó, các bạn thấy nè, tất cả các sản phẩm mà mình làm về Admira, đa số các bạn thấy cái phần hông, phần lưng của nó có một cái màu xanh rêu các bạn. Cái màu này là cái màu đặc trưng của thằng Admira luôn. Sơn mờ hay sơn bóng gì nó cũng có phủ một cái lớp này, mình khá là thích cái màu này luôn. Đó, còn các bạn không phải là nó bị lỗi mà nhé các bạn, cái màu này là cái màu đặc trưng của thằng Admira rồi các bạn cứ tới đây các bạn coi từ sơn mờ tới sơn bóng, từ dòng cao tới dòng thấp. Đó thì hàng này nè, nó đó, bạn thấy không, mình các bạn sẽ không kiếm được cây nào có màu sắc như thế này đâu ngoài cái thằng Admira. Đó, cái cần của nó thì là gỗ gụ các bạn. Đây, cần của nó là gỗ gụ thì cái hàng này sơn bóng. Đó, nhìn khá là bắt mắt luôn. Đó rồi, đối với những hàng Admira, những cây nào qua chết bạn, các bạn thấy trên cần đàn của nó lúc nào cũng có cái logo đó, của nước Tây Ban Nha nè. Đó, hàng này nó khác cái hàng Aren là khác cái gì, các bạn thấy cái bộ khóa của nó mạ vàng, hàng kia là mạ rơm thì hàng này nó mạ vàng luôn. Đó, này cái khóa của nó nè, cái này nó làm bằng cườm khá là đẹp luôn, khá là chắc chắn. Rồi thì nó cũng là bản tiêu chuẩn các bạn, 19 phím trước họng đàn. Nó có một cái này nó gọi, mình gọi hay gọi là đính cườm đó, khá là đẹp luôn. Đó, âm thanh của thằng này khá là hay. Bạn nào mà có thời gian á, các bạn cứ ghé đây, tại vì nhiều khi mình quay qua cái video này các bạn sẽ thấy cái màu sắc nó không có được thực tế, tại vì quay lên nhiều cái ánh sáng nó chiếu vô á. Các bạn cứ ghé đây các bạn sẽ thấy cái màu thực tế của nó rất là đẹp luôn. Đó, riêng các bạn thì mình không biết như thế nào, riêng cái bản thân mình thì mình rất là thích những cái màu như thế này. Nó là cái màu này là màu rêu đó, màu xanh nè. Mình đã coi tất cả các hãng đàn này, chưa có thằng nào nó làm cái thùng đàn cái màu như thế này. Cái màu này rất là hiếm, chỉ có thằng Admira mình thấy cây nào từ dòng thấp tới dòng cao, sơn mờ tới sơn bóng, nó đều là một cái màu xanh rêu khá là đẹp luôn, khá là bắt mắt luôn. Đó, đó thì đây, như bao hàng khác các bạn cứ thấy bộ dây theo đàn của nó là đặt radio. Đó, logo của nó. Đây là cái cuốn Admira, là cái cuốn mà Catalo giới thiệu với cái hãng đàn đó các bạn. Đó, thì trong may nó sẽ cho các bạn tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh, các bạn nào có thời gian các bạn cứ đọc nha. Đó, khá là đẹp luôn. Rồi, mình cảm ơn các bạn đã xem video này của mình nha. Còn các bạn nào mà thắc mắc về cái hàng Admira, các bạn muốn cái sản phẩm nào mà các bạn coi trên website mà chưa có cái video thực tế, các bạn comment dưới cái video này, mình sẽ làm hết cho tất cả các bạn nha. Đó, rồi, cảm ơn các bạn đã xem video này nha. Hẹn gặp lại những video sau nha.